Xin mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em cũng có một số tác phẩm để lên giới thiệu với bà con của mình nữa nha. Đó thì có bộ bàn xoay nè, bộ bàn ăn xoay nha. Đó gồm 9 món. Đó và tủ thờ cảnh ốc xưa và một số món đồ gốm tàu cũng như là đồ đồng các loại nha, để giao lưu với bà con của mình. Qua số điện thoại em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đó thì cũng cảm ơn bà con mình ủng hộ những cái thời gian vừa qua rất là nhiều nha. Thì đầu tiên mã số đầu tiên là mã số 1Q. Ở một cái bàn nha bà con, rất là lớn nha. Ở vào 8 cái ghế nè. Ở gỗ gõ nha, được cảnh ốc hoàn chanh. Bộ này là hàng đã theo thời gian nha, tuổi đời là từ 30 năm nha bà con, làm tích liền lạc. Và đặc biệt cái bàn này mình có thể xoay được luôn, nó một chỗ thôi. Mình xoay được 360 độ luôn nha. Đó nên mình ngồi các ăn uống cũng rất là gọn, rất là thoải mái nè. Đó bà con của mình xem. Đó, trụ thì rất là lớn rồi, bàn thì bàn gời mình xây được. Đó thì em sẽ đo kích thước và báo cho bà con của mình luôn nha. Chiều cao của cái chiếc bàn này em đo là 80. Đường kính mặt bàn này nó lên tới là 135 luôn nha. Cái bàn rất là lớn cho bà con, 135. Bàn thì có cái độ dày này nè, dìm dày lên là 15. Mặt bàn nó là mặt đá nhân mây nha. Đó, hàng theo thời gian nha bà con. Đó, màu ốc thì ngã màu vàng chanh, gỗ nó cũng ngã ba chầu theo thời gian luôn đó bà con mình xem nha. Đó, trên được xung quanh dèm cũng được cẳng ốc xung quanh là tùng chút nào bà con mình xem. Đó, mặt đá giữa là đá liền lạc nha. Đó, dày dặn chắc chắn rất là cứng cáp. Cái này thì nói chung mình muốn làm lại cũng vẫn được nha, lau chùi làm bóng lên cũng vẫn được. Đó, đánh bóng sạch sẽ lại vẫn được nha. Đó, không treo vào đâu được. Bàn mặt bàn rất là lớn, nó lên tới 1m35 bằng rất là to. Cây trụ giữa thì rất là lớn đó, ba chân, đó, ba chân đầu lăn nuôi cá nha bà con, gỗ gõ được chạm đục và cẳng ốc luôn đó nha. Đó, thì cái chiều dày ngang này của nó em đo lên tới là 1 tấc lận rồi nha. Đó, còn cái đường kính ngang của cây trụ này lên tới là 24 lận, được người ta chạm đục nè. Đó, chạm đục rồng cẳng ốc luôn nha. Đó, hình nguyên một con rồng quấn quanh đó, trụ. Đó, rất là lớn lực lượng nên bà con mình rất là chắc chắn, mình có thể yên tâm. Đó, chân mình khỏi chơi à. Bộ này mình thiết kế trong nhà, mình để trong nhà rất là tiện ích nha, rất là đổi bật luôn đó nha. Đó, nó gọn gàng, nó vừa dặn cho bà con của mình ngồi, mình có thể tiếp khách đãi khách. Đó, vẫn còn đống bụi bẩn xuất đỉnh thôi nha bà con. Đó, ghế thì có ghế rất là to, ghế đơn là 8 cái ghế. Đó, 8 ghế được cũng được chạm đục và cẳng ốc tứ diện hết. Đó, chim hoa nha. Đó, rất là dày nè, mỗi ghế nặng từ 20kg trở lên nha. Chiều cao của ghế này thì em đo là 108, đó, phần tựa lưng. Chiều ngang tựa lưng này là 45 nha. Chiều ngang cái vị trí ngồi này em đo là 52. Đó, chiều sâu ra phủ bì luôn là 47 lần nha. Đó, rất là rộng. Chiều cao của ghế này lên là 50 nè. Đó, mặt là mặt đá là mình ngồi rất là mát và thoải mái nha. Đó, đây, chạm đục chim hoa. Cái này con đóng bụi bặm thôi. Này nữa khi đi em sẽ làm bóng cho bà con của mình, về bà con mình có thể xài và sử dụng được luôn nha. Đó, chân cũng được nè, chạm đục tới phía chân. Đó, chân là chạm đục hết nha. Đó, cẳng ốc tứ diện luôn, mặt hai bên hông cũng như thế. Đó, luôn cả mặt sau lưng luôn nha bà con, mặt sau lưng luôn nha. Nên mình để vị trí nào, hướng nào của bộ này nhìn cũng vẫn đẹp và vẫn sang thôi nha. Đó, cái bộ bàn này giá em giao lưu với bà con của mình đó là chỉ có là 73 triệu thôi nha. Giá này là giá em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Một cái bộ bàn tròn xoay nè, một trụ. Đó, rất là lực lượng và chắc chắn nha bà con. Đó, 73 triệu bao ship tận nhà. Bà con mình xem không rõ có thể kết bạn qua Zalo, em sẽ hỗ trợ và tư vấn về hình ảnh hoặc video thêm cho bà con mình xem thêm nha. Tiếp theo mã số 2 thì có một cây tủ thờ gỗ gõ xưa nữa nè. Cây này thì tuổi đời khá là già rồi, ốc và gỗ nó theo thời gian, thay theo thời gian hết rồi nha. Cái này mình có thể đánh bóng lại thôi. Đó, mình ăn trà ăn đánh lại cho bà con của mình thì rất là đẹp. Cái này nói chung nó thuộc về dạng của tủ nhì nha bà con. Cửa thì mở tới 3 cánh lên nha. Trên là có một cái hộc tủ nữa, nó rất là nhiều phương tiện mình để đồ được luôn. Chiều cao của cái tủ này em đo lên tới là 145. Chiều ngang của cái tủ này là 62 nha, 62. Và tổng cái chiều dài cho cái chiếc tủ này là nó lên tới là 1m8. Đó, dài nó tới 1m8 luôn nha bà con. Nhưng những cái chốt này lâu ngày nó bị sứt rồi, nữa em sẽ thiết kế lại cho bà con của mình được. Cửa này mình mở ra mở vô. Cửa thì mở cánh giữa hoặc hai cánh hai bên cũng mở được luôn. Mặt gỗ trên dày dặn chắc chắn. Đó, làm tích nha, không có bị mà nứt xé đắp giá gì hết nha. Làm tích, đó, chỉ có mặt cái màu gỗ mà theo thời gian người ta xài, người ta lau chùi nhiều á, nó hao mòn theo thời gian, nó nứt sơn đó bà con mình xem nha.
đó, nên tạo nên cái mộc mạc gỗ của nó luôn. Đó, cẳng ở dưới bên dưới nè, những cái tích cổ đồ nha. Đó. Đây, cái này thì nếu bà con mình có nhu cầu thì em cũng sẽ cho thợ họ làm lại cho bà con của mình sạch sẽ, sáng bóng, đó, bà con mình về mình xài sử dụng. Vì những cái hàng tủ xưa như thế này nè, bà con của mình về mình xài nó rất là an tâm và an toàn, mắt mình không còn sợ nó bị co nhót gỗ hoặc nứt xé theo thời gian năm sau nữa nha. Đó, nên bà con mình cứ yên tâm, gỗ của nó là mộc mạc toàn bộ hết. Đố thần này cũng rất là dày dặn nha, đó, chứ không phải là dạng nó mỏng. Đó. Đây bà con của mình xem, đó, mà giá của nó cũng rất là thủ nghị luôn nha, giá rất là thơm cho bà con của mình luôn. Đó. Cây thủ thờ này thì em giao lưu với bà con của mình, thì em sẽ bao ship toàn quốc cho bà con của mình và em bao đánh bóng lại cho bà con của mình luôn nha, trà xả đánh bóng lại luôn hoàn toàn luôn nha. Có giá em giao lưu là chỉ 17 triệu thôi, bao ship và bao đánh bóng toàn bộ là hết luôn nha, 17 triệu đồng. Đó, bà con của mình có thể tham khảo theo qua Zalo giúp em để em hỗ trợ tư vấn thêm nha. Đó, đến với mã tiếp theo này á, là một cái chiếc bình nè, một cặp bình nha bà con, lục giác, hàng của Tàu, hàng này là hàng vẽ tay nha, vẽ tích sơn thủy, đó, mã số 3 quy. Với cái chiều cao của bình này em đo là 59, đường kính cái miệng là 18,5 thôi, hoành bụng này của nó lên là 77 nha, miệng lành tích hết nha, không nứt mẻ hay tóc gió chỗ nào hết. Đó, sơn thủy rất là đẹp nha bà con. Đó, chôn đế chuyện đế đây sâu lòng luôn, nó mọc 4 chữ. Đó, hàng Tàu, hàng này là hàng Tàu cũ thôi chứ không phải cổ ngày xưa nha. Đó, cặp này có giá em giao lưu là 6.800.000 đồng nha. Mã kế tiếp là số 4, một chiếc bình gốm Biên Hòa nữa nha, hoa văn được đắp nổi, tay là tay gồng nữa nè. Đó, chiều cao tổng thì em đo là 42, cái hoành tổng như thế này là nó khoảng 86 thôi, còn chiều ngang như thế này của nó lên tới là 40 luôn nha. Đó, đây là một cái này mình đã thể châm nước vô. Đó, một cái ấm trà này to lớn lắm, đây bà con của mình xem. Đó, nó phản đựng 7-8 lít nước, cái chục lít nước đó nha. Đó, bà con của mình xem hoa văn rất đẹp chôn đế nha. Chiếc ấm này có giá em vô lưu là 3.400.000 đồng nha, 3.400.000. Đến với mã số 5, em có hai cái bộ ly, một cái bộ là có 6 cái ly nha. Đó, hàng này rất là đẹp nha bà con. Đó, hàng này là đều gốm sứ Thấu Quang hết nha. Đó, đây mình về mình uống nước trà, mình dùng mình uống nước trà nè. Đó, ly này thì có cái chiều cao em đo luôn, nó lên tới là 4,5 phân, đường kính miệng ly là 6,5 phân luôn nha, vì màu vàng rất là đẹp. Đó, mình về mình dùng đèn mình gọi lên nó sẽ thấu quang lên nhìn rất là đẹp nha. Đó, còn chén bên này á, đi chén bên đây thì người ta vẽ bên ngoài là tích chim công nè. Đó, cái này mình thấu đèn lên nhìn đẹp lắm nha bà con. Đó, con mình xem nha. Đó, cái này thì đường kính em đo thì nó lên tới là 8,5 phân lần nha, chiều cao này của nó là 6 phân lần. Hai bộ này em giao lưu thanh lý cho bà con của mình luôn là 1.000.000 đồng, em bao ship toàn quốc nha, hai bộ, mỗi một bộ gồm có 6 cái ly. Đến với mã số 6 quy, một cặp bình voi, một cặp bình voi gốm Chu Đậu nè, rất là già tuổi đời, cao tổng em đo là 10 phân, hoành bụng này là 27 nha, rất là già và sâu tuổi. Đó, một cặp này giá em giao lưu là 500.000 thôi nha, 500.000 đồng. Mã kế tiếp số 7, em có một cái điếu bát xưa nữa nè, đó, men gạn nha bà con, được bọc đồng, đó, có cả ống đồng cho bà con của mình về mình vệ sinh lại mình xài được nha. Cao tổng là 10 phân, cái đường kính miệng này, cái điếu này là em đo nó lên tới khoảng 12 nha. Đó, hoa văn gom men gạn nè, vẽ rất là đẹp nha, đó, hàng làm tích liền lạc toàn bộ hết. Bộ này giá em giao lưu là 500.000 đồng luôn nha, 500.000. Mã số 8 thì em có một cái hộp chất vuông. Cổ gõ ốc thì hoàng chanh, ốc này là ốc Singapore. Đó, cẳng là tứ diện nè, trên cũng được cẳng luôn nha, cẳng tích luôn á, quê hương. Tổng cái chiều cao này em đo 19, chiều dài này của nó là 30, chiều ngang là 18 thôi nha. Đó, bà con của mình xem đây, rất là dày và chắc chắn nha, hàng thì làm tích hết. Đây mặt bên trong gỗ này nha, sạch sẽ liền lạc, không có lỗi lầm. Cái cháp này về bà con mình đựng nữ trang, mỹ phẩm hoặc bánh kẹo những ngày Tết được nha. Giá em giao lưu là 3.500.000, 3.500.000. Còn đây là một cái chắp lục giác nữa nè, đó, được cẳng tích trên là phúc lục thọ. Bên ngoài thì ốc đẹp lắm nha bà con, cái này em sưu tầm về được 1-2 cái, có khách cũng rất là chuộng nha. Thì mình có thể tiện nghi mình xài sử dụng được luôn, mình để bánh mứt trái cây và kẹo này kia có vẫn được luôn nha. Cao 19, đường kính thế này là 32, hoành đế tổng luôn là 94 nha, đó, cẳng tứ diện. Đấy bà con của mình xem nha, rất là đẹp. Đó, đây gỗ là lành lập liền lạc nè. Đó, chắc lục giác này giá em giao lưu với bà con mình là 3.500.000 đồng. Mã tiếp theo là số 10,
Đây em có một cái bàn tính nha, bàn tính tàu xưa, chất liệu bằng gỗ hết, không có mắt con nào luôn. Đó, và cái này tuổi đời nó từ 7-80 năm, 60-70 năm trở lên hết rồi nha, rất là già tuổi. Chiều dài là 36, chiều ngang em đo là 17 thôi, cao lên là 4 phân. Đó. Cái này em giao lưu giá bà con của mình là 700.000 thôi nha. Đó, 700.000 đồng. Và mã kế tiếp số 11, em có một cây đèn rất là đẹp châu Âu, đèn này xưa nha bà con. Đó, mình có thể dùng cái đèn này mình về xài bằng điện nha. Mình gắn bóng đèn về bà con mình thiết kế bóng đèn vô giúp em nha, nó có dựng dây sẵn hết rồi. Chào thủy tinh luôn là rất là đẹp. Chiều cao tổng này thì em đo lên tới 42. Đó, cái đường kính trao chiều ngang này là khoảng 22 nha. Đây, đó bà con của mình xem đây nha. Ngoài nguyên bộ ghim của nó, cung lê bo nguyên bộ nó luôn đó nha. Đó, hàng chuẩn châu Âu nha. Đó, bà con của mình xem đây nha. Không chơi vào đâu được. Đó, cái đèn này có giá em giao lưu là 3.2 triệu nha. Mấy cái này tuổi đời xưa lắm nha bà con. Đó, hàng Âu nha. Mã kế tiếp này là số 12, một chiếc ấm hình cô gái nha. Đó, men gạn luôn, hàng vẽ tay. Mấy cái hàng này thì nó cũng đã theo thời gian 5 tháng rồi, khá là già tuổi hết nha. Chiều cao em đo là 20, chiều ngang là 18 thôi. Đó, chôn đế đây, mặt bên hông. Đó, vẽ bà con mình xem. Cái này giá em giao lưu là 900.000 đồng nha, 900.000. Số 13 là em có một tác phẩm là gà trống. Đó, giữ tiền nha bà con, chất liệu đồng vàng. Chiều cao tổng thì em đo là 30, chiều ngang thế này là 24 nha. Chiều sâu 14, rất là nặng và dày nha. Đó, khoảng 4-5kg trở lên lận nha bà con. Cho các phong tượng gà trống này bà con mình hợp mệnh gà, mình sưu tầm về rất là tốt nha. Đó, giữ tiền tài luôn. Giao lưu bà con mình pho tượng này có giá là 2.400.000 đồng nha, chất liệu đồng cũ. Nó 2.400.000. Cuối clip thì đồ xưa Lại Nguyên cũng xin chân thành và cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Bà con mình xem không rõ, nghe không kỹ, kết bạn Zalo em sẽ tư vấn và hỗ trợ thêm cho bà con của mình. Cuối clip cũng mến chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều. Xin hẹn là những clip tiếp theo ạ.